Lộc Nguyễn xin hân hoan chào mừng tất cả quý anh chị trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Đến hẹn lại lên thì Lộc Nguyễn lại đi quay những mẫu nhà đẹp, những mẫu nhà giá rẻ để cho quý anh chị cập nhật đến quý anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn ha. Hôm nay là một căn nhà nó ngay khu vực của đường quốc lộ 50, đi vào bên trong nhà chỉ có 100m thôi và đường chúng ta là đường thông luôn nha quý anh chị, xe hơi di chuyển đến nơi ha. Một căn nhà với diện tích là ngang 4, dài đến 27m. Rất là dài luôn nè quý anh chị. Quý anh chị có thể nhìn mình không nè, siêu dài luôn. Và nhà chúng ta có đến 4 phòng ngủ luôn nha quý anh chị. Và một cái mẫu nhà Lộc Nguyễn tin chắc là sẽ rất là làm cho quý anh chị đốn tim luôn á, với những cái trang trí, rồi họa tiết, rồi những cái tiểu tiết trong nhà nó rất rất là kỹ tỉ mỉ từng khu vực luôn nha quý anh chị. Và nhà chúng ta có nhiều mảng xanh luôn. Đó, phía trước mặt diện nè quý anh chị thấy không ạ? Trồng những cái cây trang nè, những cái dây leo nè. Những cái cây này vừa mới được trồng luôn nha quý anh chị. Đó thì tầm khoảng 1 tháng nữa thì quý anh chị sẽ nhìn nó rất là tươi mát và đẹp đẽ luôn. Ở đây là hai cái trụ cổng rất là kiên cố. Và những cái trụ cổng á, quý anh chị để ý rõ chi tiết nè, khu vực nó đi những cái mạ vàng á quý anh chị, rất là kỹ. Đó nên nhìn nhà chúng ta rất là đẹp luôn á quý anh chị. Đó phía trên cái khu vực này nè, có một cái hệ thống này. Về quý anh chị trồng cái hệ thống dây leo á, như là chanh dây nè, hoặc là chậu bà đó, cho nó leo lên cho nó mát cái cửa cổng chúng ta ha. Cổng này rất là kiên cố với CC hình chống đồng nè, với tông màu vàng và tông màu đen ha. Rồi đi vào bên trong cái khoảng sân này, cái khoảng sân này là quý anh chị đậu được một chiếc xe ô tô nha quý anh chị, và đậu được hai ba chiếc xe máy luôn đó. Cái khu vực hành lang này nè, chủ nhà rất là tỉ mỉ khi đã mua những cái cây cây này là cây cây này hồi xưa đi học hay ép chung cái tập đó quý anh chị, hay gọi là cây thuộc bài đó đó. Rồi mười giờ nè, những cái bông cái hoa nhìn rất là tươi xanh luôn quý anh chị. Và những cái mảng đèn như thế này buổi tối quý anh chị bật lên á, nhà chúng ta sẽ rất là long lanh lóng lánh luôn. Và đây là một căn nhà vừa hoàn thiện xong nha quý anh chị, vừa hoàn thiện xong, nhà mới tinh chưa qua sử dụng nha. Đó có những cái hệ thống này chưa có dẹp luôn nè. Rồi cái mặt diện phải nói rất là đẹp, một cái kiểu nhà hình mái bằng, một trệt một lầu, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh đó, rất là thích luôn ha quý anh chị. Đây cái bậc tam cấp đi lên và tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị nè. Phía mặt ở bên ngoài có những cái đèn hệ thống đèn led á, thì nó rất là long lanh luôn quý anh chị. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng của chúng ta là một cái cánh cửa rất là nặng tay, cửa này là cửa xịn luôn nha quý anh chị. Đó cửa xịn nè, cửa kính sifa, nhôm sifa nha quý anh chị, rất là nặng luôn và cửa này rất là xịn nha. À, để lòng di chuyển ra ngoài. Rồi chúng ta đi vào bên trong để tham quan một cái, có thể nói là một cái tuyệt phẩm luôn quý anh chị ơi, rất là đẹp. Đây là cái khoảng không gian phòng khách rất là ấm cúng luôn quý anh chị. Ở đây thì chủ nhà thiết kế rất là tinh tế, và đây là một chủ đầu tư mà Lộc Nguyễn thấy là rất là kỹ, và mọi chi tiết trong nhà đều rất là chăm chút. Và những căn nhà nào mà ảnh vừa xây xong là đều bán hết và bán rất là nhanh luôn. Nên quý anh chị hãy tận dụng nhà chúng ta vừa hoàn thiện xong thì hãy nhanh chóng đi xuống xem để sớm sở hữu cho gia đình mình một căn nhà thật là tuyệt vời nha quý anh chị. Rồi nếu mà quý anh chị nào mà muốn xây theo cái kiểu nhà mình thích á, thì có thể là mua đất. Thì bên Lộc Nguyễn cũng có những cái lô đất rất là đẹp. Đó, đường xe hơi và giá hạt rẻ quý anh chị. Rồi khi mà quý anh chị mua đất xong á, Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị xin giấy phép xây dựng, rồi hoàn công nhà trên đất, rồi hỗ trợ thầu cho quý anh chị xây dựng luôn. Nên quý anh chị và cô chú an tâm ha. Đây nè, đây là một cái hệ thống PVC chủ nhà làm rất là đẹp quý anh chị. Một cái kệ tủ tivi ha. Và chúng ta lắp thêm một cái tivi to khoảng 100 inch đây nữa là rất là tuyệt vời luôn ha quý anh chị. Và rất là nhiều tủ nè, đó để cho chúng ta đựng đồ thoải mái luôn ha. Một cái kệ để cho chúng ta để những cái vật phẩm quà lưu niệm nè, hoặc là những cái chậu hoa cho nó đẹp. Đó, bên tay phải nè, ở dưới khu vực cầu thang thì chủ nhà cũng tận dụng để làm một cái kệ tủ đó, có treo những cái bình hoa như thế này, hoa heo thật nha quý anh chị.
Đó thì những cái gì ở trong nhà sẽ được tặng lại hết cho quý ông bà, quý cô chú khi mà chúng ta đi xuống xem rồi sở hữu cho mình đó, thì để lại hết tất tần tật những cái chậu hoa này nha quý anh chị. Rồi ở trên trần nè quý anh chị, một cái hệ thống dị cấp rất là đẹp và long lanh luôn. Xung quanh là cái hệ thống đèn led rất là nhiều nè, ở chính giữa có một khu vực đèn chùm rồi có những cái đèn màu nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Buổi tối á, quý anh chị bật lên là cái nhà này á có thể nói là hết nước chấm luôn quý anh chị. Đó, một cái bên tay trái là một cái PVC nè, cũng được rất là chi tiết, một cái hệ thống đèn led nhìn rất là sáng. Rồi điểm cộng của ngôi nhà này là nó sẽ có một cái căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt nên rất là thích hợp cho quý ông bà lớn tuổi. Chúng ta tận dụng cái khoảng không gian này để mình ở đây ha, để thuận tiện đi lại hơn, hoặc là cho những gia đình nào mà có mẹ bầu á đó, chúng ta dễ di chuyển ở dưới khu vực này ha quý anh chị. PVC nè, phía trên có hệ thống ống đồng để chúng ta đi máy lạnh ha, một cái hệ thống đèn led rất là đẹp đó. Khu vực này là khu vực nước sơn vừa vừa sơn xong luôn quý anh chị. Đó, cửa chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa nhựa nha quý anh chị, giả gỗ nhìn cũng khá là sang. Rồi cái hành lang này thì nó rộng khoảng 1,2 m nha. Rồi đi xuống khu vực bếp nè, wow, có thể nói là rất là tuyệt vời luôn quý anh chị. Khu vực bếp làm cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, rất là nhiều kệ tủ cho chúng ta để đồ thoải mái luôn. Và phía dưới tủ bếp dưới nè, đó, thấy là cái khu vực này nó rất là sang quý anh chị. Đá, ốp đá cho quý anh chị ha. Trên trần nè quý anh chị, trần là trần dự cấp. Nói chung căn nhà này cũng không biết diễn tả làm sao nữa, có thể nói là rất là tuyệt vời quý anh chị. Này, một hệ thống PVC. Rồi, ở đây thì chúng ta để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 6 đến 10 ghế cho gia đình mình ha. Và điểm cộng thứ hai của căn nhà này thì nó sẽ có một cái khoảng sân vườn ở phía sau ạ. Ở đây á, thì chủ nhà cũng tận dụng cái hành lang này nè để trồng những cái loại cây như là hoa 10 giờ nè, rồi y chang giống như trên sân trước, rất là đẹp. Thì với cái khoảng không gian này, quý chị có thể là tận dụng để chúng ta giặt giũ phơi đồ và để máy giặt ở đây. Đó rất là thuận tiện ha. Và xung quanh lộc thấy là lá khum bao rất là chắc chắn, thậm chí á, trên những cái khu vực này nè cũng đi những cái đường viền vàng đó, nhìn nó rất là sang luôn quý anh chị. Đây là một cái mẫu nhà Lộc Nguyễn rất là thích và tâm đắc khi mà review gửi đến cho quý anh chị ha. Vòi nước nào quý anh chị, nước này là chúng ta sử dụng của nước Hà Lan nha, là nước sạch nên quý anh chị và cô chú an tâm sử dụng cái nguồn nước ở đây. Rồi tiếp đến khoảng không gian phòng vệ sinh, phòng vệ sinh rất là rộng luôn quý anh chị. Đó, tường lớp gạch lên tới trần cho quý anh chị nè. Ở đây là bồn cầu nguyên khối ha, chưa bóc tem ra luôn nha quý anh chị, kiểu dáng đẳng cấp sang trọng nè. Đó, rồi một cái hệ thống vòi sen tắm đứng. Cái khu vực này là thấy cũng khá là đẹp nha quý anh chị, lắp sẵn cho quý anh chị một cái hệ thống có tủ để cho chúng ta để đồ trong đây ha. Rồi gương nè, đó rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Còn chần chờ gì nữa ạ? Hãy nhanh tay nhấn cho Lộc một nút like nè, rồi một nút đăng ký kênh để luôn là người nhận được những video nhà và đất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày để cho quý ông bà, quý cô chú cập nhật mỗi ngày ha. Và quý anh chị ơi, hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà thật là tuyệt vời thế này ha quý anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên trên lầu để tham quan cái căn phòng ngủ ha. Một căn nhà có thể nói là đẹp nhất nách luôn quý anh chị ơi. Đây, các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên á đã được ốp lát những cái đá hoa cương rồi đó, nên chúng ta đi nó sẽ rất là mát chân. Và các khoảng cách giữa các bậc thang với nhau thì nó cũng khá là ngắn nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta bước đi khu vực cầu thang này ha. Đây, cái khoảng trần nó rất là cao luôn nè quý anh chị, nên nhà chúng ta rất là thông thoáng và mát ha. Cái khu vực này chủ nhà thiết kế rất là thông minh để chúng ta lấy sáng nè quý anh chị. Đó là cái khu vực này nó rất là sáng vào buổi sáng ha. Còn một buổi tối thì có những cái đèn led như thế này rồi, rất là đẹp luôn. Một cái căn nhà mà Lộc thấy là từng mm á, chủ nhà rất là kỹ nha quý anh chị. Chỗ nào, cái góc nào Lộc thấy là Lộc quay nó cũng đẹp luôn á quý anh chị ơi. Một căn nhà Lộc nghĩ là quý anh chị không nên bỏ qua nha. Hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình để lạc lịch với Lộc Nguyễn, chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sở hữu cho gia đình mình một căn nhà thật là tuyệt vời như thế này nha quý anh chị. Wow, ở trên lầu rất là đẹp nè quý anh chị. Cái khu vực này nè,
quý anh chị để một cái bức tranh ở chính giữa ba cái đèn này đó, một bức tranh gia đình sẽ rất là đẹp và lung linh luôn nha quý anh chị. Rồi bây giờ Lộc Nguyễn sẽ đi ra cái khoảng không gian cái phòng ngủ, nó hướng ra cái ban công ở phía sau nè. Đây cái phòng ngủ này, wow, rất là thông thoáng và mát luôn nha quý anh chị. Trên trần được thiết kế là trần dưới cấp nè, có hệ thống đèn led rất là nhiều và có những cái đèn chùm ở giữa là một cái điểm nhấn ha. Trên tường thì làm những cái PVC giả gỗ nhìn rất là đẹp, và xung quanh Lộc thấy có rất là nhiều ổ cắm điện cho quý anh chị sử dụng những thiết bị điện như là sạc điện thoại nè, rồi tivi ha. Rồi ở trên những cái tường ở phía trên nó có những cái đường dây điện như thế này để cho chúng ta đi quạt hoặc là gắn máy lạnh thôi quý anh chị. Một căn nhà có thể nói là đẹp tuyệt vời quý anh chị ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khoảng ban công ngoài đây. Đây một cái ban công rất là chill, rất là thích luôn quý anh chị. Và ở cái khoảng không gian này á, quý anh chị sẽ tận dụng khoảng không gian này để chúng ta phơi đồ giặt giũ ha. Đó. Rồi có một cái cầu thang để cho chúng ta đi lên trên nóc nha quý anh chị. Đó. Đi lên trên nóc nhà để kiểm tra đường nước hoặc là lắp cục nóng ở trên đó nha quý anh chị. Rồi nhà chúng ta thì mỗi phòng nó đều gắn những cái đường dây cáp đồng đi hết rồi, nên á và chúng ta không có cần khoan tường gì hết trơn á, cần lắp vào và sử dụng thôi, lắp máy lạnh vào và sử dụng thôi. Đó, đứng cái khoảng không gian này thì quý anh chị sẽ nhìn được ra cái khoảng sân sau nhà chúng ta nè. Và xung quanh là một cái view ao hồ ha, rất là mát và thoáng luôn. Đứng ở cái khoảng không gian này thì quý anh chị có thể nhìn được ra thẳng cái đường quốc lộ 50 luôn. Đó, đối diện trường tiểu học Tân Kim nha. Đi vào bên trong nhà rất là nhanh chóng. Và phía trước mặt tiền chúng ta là một cái con đường thông nha quý anh chị. Rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tham quan tiếp các căn phòng ngủ tiếp theo. Cái hành lang này nó rộng khoảng 1m2. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng Tây, nhưng mà nó sẽ Lộc thấy nó rất là thoáng và mát nha quý anh chị. Tiếp đến là căn phòng ngủ thứ hai nè quý anh chị. Mỗi căn phòng ngủ là nó có mỗi thiết kế cũng như là phong cách khác nhau nha quý anh chị. Đó, ở đây là PVC với cái hình màu xanh rêu nè. Đó, có điểm nhấn là những cái đường đi màu vàng rất là đẹp luôn. Có sẵn cái đường dây cáp đồng cho quý anh chị rồi. Đó, rồi chúng ta lắp máy lạnh vào và sử dụng thôi nha. Trần cũng là trần dây cáp luôn nha quý anh chị. Xung quanh có hệ thống đèn led rất là nhiều. Cửa chúng ta, cửa phòng á, mỗi phòng được làm bằng chất liệu là cửa giả gỗ nhựa nha quý anh chị. Nhìn rất là cứng cáp ha. Bên tay phải mình là một cái ô cửa sổ nè, cửa này là cửa kính nhôm sifa, kính cường lực ha. Đó, cái đường bên đó là quý anh chị sẽ đi ra thông luôn. Nhà đường thông, mặt tiền hẻm nha quý anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nha. Một cái khoảng không gian phòng vệ sinh rất là rộng luôn quý anh chị. Phía dưới được ốp gạch chống thân trượt cho quý anh chị nè. Rồi có bồn cầu nguyên khối, lavabo, kính, rất là đẹp ha, rất là chỉnh chu luôn. Rồi ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi ra căn phòng ngủ cuối cùng. Căn phòng ngủ này nó sẽ hướng ra cái khu vực phía ban công cho quý anh chị nè. Wow, rất là đẹp luôn quý anh chị. Trên tường bên tay phải thì nó là một cái tấm vách PVC với cái tông màu trắng và tông màu nâu ha. Trên trần nè, trần là trần nhiệt cấp, hệ thống đèn led rất là nhiều. Và căn phòng này nó rất là rộng nha quý anh chị, rộng hơn hai căn phòng kia ha. Đó, rất là rộng luôn. Rồi đi ra cái ban công, một cái ban công rất là xinh luôn. Đó,
xung quanh những góc cạnh của chúng ta đều đi những cái chỉ vàng như thế này, nên nó rất là đẹp nha quý anh chị. Một căn nhà có thể nói là đẹp nhất cách thôi quý anh chị ơi. Chúng ta liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi xuống tham quan thực tế và sở hữu cho mình một căn nhà thật là tuyệt vời như thế này nha quý anh chị. Ở phía bên ngoài nè, nhìn căn nhà này buổi tối á quý anh chị, bật đèn lên nó sẽ rất là sáng và đẹp luôn á quý anh chị. Một căn nhà với cái tông màu trắng, tông màu xám, tông màu nâu ha, rất là sang trọng hiện đại. Nãy Lộc thấy bên hông đây nó có một cái đây một cái khu vực để cho chúng ta trồng cây nè, rất là thích luôn ha. Cây bông giấy nha quý anh chị. Đó, cái cửa này đó chúng ta lấy gió lấy sáng, rất là mát phòng luôn quý anh chị ơi. Một căn nhà phải nói rất là tuyệt vời, không có chỗ nào để cho chúng ta chơi hết á. Thì quý anh chị muốn trải nghiệm căn nhà đẹp này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để đặt lịch đi xuống tham quan thực tế ha. Và căn nhà này Lộc Nguyễn tin chắc là sẽ bán rất là nhanh trong thời gian tới, nên quý anh chị tận dụng cái thời điểm này để chúng ta đi xuống tham quan sớm và sở hữu sớm cho mình một căn nhà thật là tuyệt vời nha quý anh chị. Rồi bây giờ Lộc Nguyễn sẽ di chuyển xuống tầng trệt báo giá cho quý anh chị căn nhà này với mức giá đủ là bao nhiêu nha. Anh chị thấy mẫu nhà này như thế nào ạ? Thấy có ưng cái bụng chưa? Nếu mà ưng rồi á thì hãy nhắc cái máy điện thoại lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình ha. Một cái mẫu nhà thật là tuyệt vời ha quý chị, với diện tích là ngang 4 sâu vào 27m. Nhà chúng ta được thiết kế là một trệt một lầu, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có khoảng sân trước cho chúng ta đậu xe hơi nè, rồi một cái khoảng sân sau rất là chill luôn. Nói chung là từng ngóc ngách con nhà này Lộc thấy mọi khu vực. Quý anh chị nào mà thích sống ảo á, chụp hình á, đó rất là đẹp luôn quý anh chị, không có chỗ nào để chơi ha. Và một căn nhà sổ hồng riêng, nhà hoàn công đầy đủ nha quý anh chị, rất là hiếm ngay khu vực ngã ba Tân Kim mà nhà hoàn công như thế này thì càng hiếm hơn. Và nhà chúng ta có mức giá đủ là 2 tỷ 400 triệu, giá này là mức giá đủ nha, một cái giá thật là bất ngờ phải không ạ? Chỉ có 2 tỷ 400 triệu thôi. Và một căn nhà hoàn công đầy đủ như thế này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 1,5 tỷ luôn. 1,5 tỷ thì chúng ta chỉ cần có vài trăm thôi là chúng ta đã sở hữu được một căn nhà thật là tuyệt vời rồi. Rồi cuối video là Nguyễn mến chúc cho tất cả quý ông bà, quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình những căn nhà đẹp, những căn nhà thật là ưng cái bụng ha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.